Nhắc đến phương pháp cân bằng hóa học thì nó có rất nhiều phương pháp, nhưng một trong những phương pháp hiệu quả nhất đó chính là phương pháp bảo tồn nguyên tố. Thì bản chất của nó chính là làm cho số lượng nguyên tử của mỗi vế sẽ bằng nhau. Việc đầu tiên chúng ta liệt kê số lượng nguyên tử của mỗi vế. Thì vế tới vế trái là chúng có là một nhôm, hai hydro và một nhôm 4. Lưu ý ở đây chúng ta có nhôm 4 thì liệt kê nhôm 4 luôn mà không cần phải tách hydro và oxy ra. Tương tự như vậy ta có vế phải chúng ta là hai nhôm, hai hydro và ba nhôm 4. À, việc đầu tiên thì bây giờ chúng ta nói là vế trái là một và vế phải là hai, chưa cân bằng như vậy chúng ta chỉ cân bằng nhôm trước, chúng ta lấy 2 chia 1 là 2 như vậy điện 2 vào nhôm. Tương tự như vậy chúng ta chỉ cân bằng nhôm 4, lấy 3 chia 1 là 3 như vậy điện 3 vào H4. Thì lúc này chúng ta sẽ hydro trở thành là 3 nhân 2 là 6, lấy 6 chia 3 được, lấy 6 chia 2 là được 3 như vậy. Chúng ta sẽ điền số lần được là 2, 3, 1, 3.